Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết là thời gian qua, việc chi trả hỗ trợ đối với người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đợt 2 được toàn ngành triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương và bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng. triển khai gói hỗ trợ theo quy định của nghị quyết số 24 về tiếp tục chi trả hỗ trợ người lao động đã nộp hồ sơ đúng thời hạn từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Hiện cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng hỗ trợ đối với 365.215 người lao động với số tiền trên 1.034 tỷ đồng. Trong số này đã chi trả hỗ trợ cho 362.522 người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ theo quy định với tổng số tiền chi trả hơn 1.028 tỷ đồng. Hiện còn 2.693 người lao động thuộc đối tượng đã nộp hồ sơ và được cơ quan giải quyết thuộc hưởng theo quy định nhưng chưa nhận hỗ trợ với số tiền tương ứng hơn 5,67 tỷ đồng. Nguyên nhân do người lao động chưa đến cơ quan nhận hỗ trợ, số tài khoản người lao động cung cấp sai nên việc chi trả chưa thực hiện được. Đối với các trường hợp này, người lao động sẽ nhận được hỗ trợ ngay sau khi cung cấp lại thông tin số tài khoản hoặc đến nhận tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Chiều ngày 19 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và vận động cây mùa xuân Tết Quý Mão 2023. Đến sự lễ phát động có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh An Giang. Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị để lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 và vận động cây mùa xuân Tết Quý Mão 2023 của tỉnh được lan rộng thì các cấp chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn xã hội. Tại lễ phát động, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận bản đăng ký ủng hộ của 18 đơn vị với số tiền trên 170 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ban vận động quỹ vì người nghèo, đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, ban đã tiếp nhận tổng giá trị trên 232 tỷ đồng và đã chi trên 199 tỷ đồng giúp cho nhiều trường hợp thoát nghèo bền vững. Ngày 19 tháng 9, tỉnh Đinh Bình tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 78 của chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là 3,07%, hộ cận nghèo là 3,48% theo tiêu chí đa chiều. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt trên 3.000 tỷ đồng, giúp trên 82.000 hộ thoát nghèo. Ninh Bình đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 2 phần 3 so với đầu nhiệm kỳ, tương ứng với mỗi năm giảm 1.600 hộ, để mạnh chuyển đổi số để phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đem lại nhiều tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nghị quyết số 78 của Chính phủ. Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Con Tum phối hợp với huyện Tum Rông, tỉnh Con Tum vừa trao tặng 10.000 cây Sâm Ngọc Linh giống cho các hộ nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện do những diễn biến thất thường của thời tiết sâu bệnh đã khiến cho hàng nghìn cây sâm trên địa bàn huyện tu mờ rông bị chết thiệt hại hàng chục tỷ đồng hoạt động trao tặng giống cây sâm ngọc linh là hết sức ý nghĩa thiết thực và nhằm hỗ trợ các hộ dân có nguồn giống ổn định trồng cũng như thay thế cho những cây sâm chết chưa có giống bổ sung và giúp cho họ vươn lên thoát nghèo được biết là hàng năm công ty đều trao tặng hàng nghìn cây sâm ngọc linh giống cho các hộ dân nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn lãnh đạo bộ tài chính vừa cho biết là chính phủ đang chỉ đạo bộ này nghiên cứu giảm thêm thuế đối với xăng dầu gồm thuế vat thuế tiêu thụ đặc biệt để trình quốc hội tại kỳ họp sắp tới thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đã giảm về kịch khung từ đầu tháng 7, Bộ Tài chính cho biết sẽ chủ động trong các giải pháp tài khóa để có các phương án kịch bản đa dạng ứng phó với tất cả các tình huống diễn biến bất thường. Việc này nhằm linh hoạt ứng phó với các tình huống giá năng lượng xăng dầu biến động mạnh mẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Theo hiệp hội mía đường Việt Nam năm 2022, tình hình buôn lậu đường cát qua biên giới diễn biến phức tạp, thể hiện qua số lượng đường cát nhập lậu vào Việt Nam tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đường trong nước. Cụ thể từ đầu năm đến nay đã có khoảng trên 441.219 tấn đường nhập lậu từ Campuchia và Lào vào Việt Nam. Hiện tình hình buôn lậu đường vào Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.